Bạn đang nghe chương trình phát thanh trên chuyên trang và kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của tuần này. Bạn thân mến, bạn đã bao giờ coi ai đó là cả bầu trời đối với mình chưa? Blog Radio của tuần này sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện thơ mộng về một mối tình thầm lặng. Đối với chàng trai ấy, cô gái đó giống như cả bầu trời, và đối với cô ấy cũng vậy. Họ từng sẻ chia những ký ức êm đềm bên nhau, thế nhưng những lời thì thầm âu yếm và cả nụ hôn ấm áp trên môi, cô ấy chưa một lần cảm nhận được. Mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Cô ấy là bầu trời của tôi, được gửi đến từ tác giả Tiêu Dao. Đối với tôi mà nói, cô gái ấy giống như bầu trời. Một tiếng kéo zin zít, rồi một hồi hụ dài, và những âm thanh loảng xoảng kèn kẹt nối nhau liên tiếp. Nói thật, tôi chưa từng thích tàu hỏa. Tôi ghét sự già nua, cũ kỹ của nó. Tôi ghét những âm thanh chói tai xình xịch, ghét cái cách những thanh dây tàu ẩn mình kêu ken két dưới sự ma sát tóe lửa với bánh tàu, ghét cả những tiếng còi kéo dài lúc vào ga. Quẳng ba lô lên ghế, nhìn toa tàu trống thênh thang, tôi kéo cao cửa sổ hết cỡ để những cơn gió muộn lạnh cóng tràn vào lùa tung cả tóc. Phải, tôi, một người rất ghét tàu hỏa, giờ đây, ngay đêm 29 Tết, lại đang một mình đón chuyến tàu muộn ngược hướng đường về nhà và sẽ có một hành trình xuyên đêm nay. Bởi vì chúng tôi đã có một giao ước với nhau. Thẳm sâu trong ký ức của tôi luôn tồn tại hình ảnh một người con gái với mái tóc dài ngang eo bay trong gió và áo len mỏng màu trắng suôn dài, với đôi mắt nâu xa xăm ngồi trên bờ lan can gỗ ngả màu thời gian giữa những cơn gió mát rượi ngày cuối thu, tay giơ cao chiếc máy bay giấy. Người con gái ấy với tôi là nắng, là gió, là sự tự do, là ước mơ, là tuổi trẻ, là cả một bầu trời vời vợi. Người con gái đó thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, bàn tay vươn cao cánh máy bay trắng muốt trên nền trời lộng gió, và quay lại nói với tôi một điều gì đó, đôi mắt cong lên tinh nghịch, lấp loáng nét cười. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe rõ câu nói đó. Tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu vào ga làm tôi giật mình tỉnh giấc. Gió vẫn ào ào lùa qua khung cửa sổ. Tôi đưa bàn tay phải vô thức nắm lấy năm đầu ngón tay trái đã lạnh cóng của mình. Chợt có gì đó bứt phá khỏi đống hỗn mang mà tôi vẫn đang mắc kẹt trong đó, tràn về tâm trí. Cánh máy bay giấy màu trắng trao nghiêng trên nền trời xám bạc lộng gió. Người con gái quay về phía tôi, nụ cười còn vương những sợi tóc bị gió lùa tung. Phía xa xa, mặt dốc nghiêng nghiêng của con đồi phủ đầy cỏ xanh và những bông cỏ mai tím tím. Phải rồi, ngày xưa, nhà của chúng tôi ở trên triền đồi xanh mướt. Sáng sớm, mặt trời đỏ rực treo đầu ngọn cỏ xanh mơn mởn, đồi lộng gió, căn nhà gỗ lộng gió, đồng cỏ mai tím rực rỡ suốt cả mùa hạ sang đến mùa thu. Trên lan can gỗ đầy gió nhìn ra khoảng trời cao vời vợi, ánh lên màu tím huyền hoặc của cỏ mai ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, chờ những chiếc máy bay bé xíu chậm chậm lướt qua những cụm mây trắng xốp. Cô ấy từng bảo tôi, nếu cậu lầm nhầm một điều ước khi nhìn theo một chiếc máy bay đang lướt ngang bầu trời, điều ước của cậu sẽ trở thành sự thật. Và cô ấy luôn lầm nhầm một điều gì đó, mỗi khi một bóng máy bay trắng lấp loá nắng bay qua khung trời lộng gió phía trên con dốc, năm đầu ngón tay mảnh dẻ vươn cao in trên nền trời. Chiếc máy bay chậm chậm lướt qua những kẽ tay trước khi khuất dạng. Tiếng thì thầm khe khẽ của cô ấy tan ra, giữa tiếng ầm ì rền rền của động cơ máy bay vọng lại, xa xăm phía trên cao, thật cao. Nơi bầu trời lồng lộng, nơi những cụm mây trắng bồng bềnh. Cô gái ấy là bạn thân nhất của tôi. Vé của em đâu? Trước con mắt mở to ngạc nhiên của chị soát vé, tôi chỉ ra hai tấm với hai số ghế liền nhau. Nhưng tôi chọn cách phớt lờ ánh nhìn khó hiểu và tò mò của chị ta bằng cách kéo headphone lên bịt kín tai và vờ như mình đang chăm chú nghe nhạc. 4 năm về trước, chúng tôi đã phải bỏ lỡ cuộc hành trình của mình ở ga này. 4 năm về trước, cô ấy rủ tôi trốn nhà. Phải, chính xác là trốn nhà. 4 năm trước, cô ấy 17, tôi 17. 4 năm trước, cả hai chúng tôi mới chỉ là hai đứa trẻ không hơn không kém,
với một cuộc sống đơn giản quanh quần vùng triền đồi tim tím cỏ may. Vậy mà đã 4 năm, thời gian tuột nhanh qua kẽ tay như cánh máy bay bé xíu năm nào. Tại sao chúng ta lại phải trốn nhà? Thì bố mẹ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho chúng mình đi như thế này còn gì. Đó là lý do đấy, tại sao lại phải lén lút chỉ để đi làm cái trò này? Thì bởi vì... mà thôi, Thiên cũng chả hiểu nổi đâu. Tôi nhún vai, nhét headphone vào tai, tiếng tàu hỏa xình xịch làm tôi phát ngấy. Gió thì thi nhau lùa qua những khe lưới mắt cáo chắn ngang cửa sổ, khiến tóc của cô ấy cứ thỉnh thoảng lại chạm vào má tôi. Thoảng trong mùi sương đêm lành lạnh, tôi vẫn nhớ như in hương táo thơm ngọt ngọt và hương cỏ mai ngai ngái, nồng nồng len lỏi trong từng sợi tóc mềm mại ấy. Lúc cánh cửa sổ phòng tôi rung lên vì những tiếng gõ nhẹ nhẹ, tôi chẳng thể ngờ được đợi mình ngoài đó lại là cô ấy. Ba lô trên vai, mũ áo hóc đia trùm kín đầu, vừa giơ tay lên miệng ra hiệu hãy im lặng, vừa thì thầm bảo tôi: cầm theo tiền, mặc ấm vào và đi theo mình. Cũng chả biết sao tôi lại hùa vào cái trò phiêu lưu bất chợt, khó hiểu của cô ấy. Có lẽ vì tôi có cảm giác nếu mặc kệ cô ấy một mình thì sẽ chẳng ai ngờ được cô ấy sẽ gây ra chuyện gì nữa. Chúng tôi vừa kịp chuyến tàu muộn nhất, cô ấy giữ im lặng suốt chuyến đi. Sự im lặng khó hiểu cùng với chuyến đi bí ẩn vừa kịp khiến tôi hoang mang thì cô ấy quay sang, giật nhẹ tay tôi. Lớn lên Thiên vẫn muốn làm phi công chứ? Hả? Có lẽ. Vậy tôi yên tâm rồi. Tại sao? Vì khi ấy tớ có thể ngồi trên đồi cỏ may, thì thầm lời nguyện ước với những chuyến bay của cậu. Tớ thực sự rất vui khi biết chính cậu sẽ là người chở tâm nguyện của tớ đến những đám mây và ánh nắng mặt trời trên cao. Tôi rút tay nghe ra, nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạ lùng. Cậu bị hâm à? Đêm hôm ấy, 2 giờ sáng, chúng tôi bị dừng tàu lại đột ngột. Tiếng phát thanh viên dịu dàng thông báo do sự cố đường dây, chuyến tàu bị hoãn lại. Chúng tôi sẽ được sắp xếp tàu để quay về. Cô ấy bước xuống khỏi toa, tiếng thở nhẹ nhẹ kìm dưới lồng ngực, hai tay giấu trong túi áo, mũ kéo xuống trùm kín mặt. Cô ấy ngồi hồi lâu trên đường dây, không nhìn tôi lấy một lần, hỏi khẽ: mình đi bộ đến đó đi, được không? Tôi muốn dãy nảy lên, toàn bộ chuyến đi tính đến thời điểm này hoàn toàn vô nghĩa, khó hiểu đến khó tin. Nhưng tôi chỉ kéo cao hơn cổ áo khoác, hỏi cô ấy bằng giọng nói mệt mỏi. Theo mỗi con chữ, hơi thở của tôi phả vào cơn gió những làn khói mỏng manh. Đó là đâu? Khoảng trời sáng, có lẽ chúng ta vẫn kịp đến. Ừ, có lẽ. Cậu bình thường lại cho tớ nhờ đi, được không? Chuyện quái gì xảy ra tối nay thế? Cô ấy vẫn im lặng một cách bướng bỉnh. Im lặng hồi lâu, cô ấy ngồi bệt trên những thân dây lấm xương, hai tay ôm chặt lấy chân, cụp mặt vào hai đầu gối. Im lặng kéo dài đến nỗi tôi run lên vì sợ mình đã nói gì quá đáng. Thế rồi bất thình lình, cô ấy ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi mà như không nhìn tôi, cười xòa. Có lẽ là số mệnh. Tôi đã như bị đông cứng lại trong giây phút ấy, hai vành mắt cong cong như vầng trăng muộn. Nụ cười vừa thản nhiên lại vừa thoáng chút tiếc nuối xa xăm. Hàng lông mi cong rợp ươn ướt, chiếc mũ áo khoác bị tuột xuống, những lọn tóc mềm mại xõa tung trong gió, thoảng mùi hương táo đỏ và cỏ may. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng hình ảnh ấy lại trở về gặp tôi trong những cơn mê lưng chừng giữa đêm, khiến tôi bất thình lình bật dậy. Nhận ra bàn tay mình đang giơ ra chơi vơi giữa không trung lạnh ngắt, như đang đuổi bắt một ảo ảnh đẹp đến nao lòng. Và rồi từng cơn khó thở quặn thắt làm ngực tôi đau nhói như muốn vỡ tung. Tôi thừa nhận tôi nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên. Còi tàu lại kéo dài báo hiệu tàu đã vào ga. Tôi đang đi trong một chuyến đi mờ mịt. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình phải đến đâu. Thế nhưng có gì đó sâu thẳm bên trong thôi thúc tôi nhất định phải làm. Cô ấy muốn vậy. Tôi tự nhủ khi kéo cao cổ áo khoác, dò dẫm trong màn đêm ướt sương, men theo những thanh dây tàu và lầm lũi đi về phía trước. Lại sự cố, tôi đã nói là mình ghét tàu hỏa chưa nhỉ, chúng đẩy dậy những sự cố. Tôi vừa lẩm bẩm vừa mường tượng lại nụ cười ánh lên sắc tím cỏ may của cô ấy trong buổi chiều lộng gió trên đồi của ngày xưa, vừa bỏ lại sau lưng đoàn tàu hùng vĩ đang nằm im lặng dưới làn sương nhàn nhạt.
những kỹ thuật viên đang lăng xăng tìm cách khắc phục sự cố, trông hệt như những con kiến chăm chỉ. Nhưng tôi không thể đợi họ, tôi cần phải đến nơi cô ấy muốn đến trước khi trời sáng, cho dù tôi vẫn chưa nghĩ ra đó là nơi nào. Suốt chuyến tàu về, cô ấy lại im lặng, tôi bỗng thấy hoang mang. Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng cô ấy đang bồng bềnh trôi tuột khỏi tôi như những cụm mây xốp trắng trên trời cao, như chiếc máy bay ẩn hiện giữa những cạnh ngón tay trước khi khuất dạng. Bị sự bất an thôi thúc, tôi e dè vươn tay, nắm lấy 5 ngón tay lạnh cóng của cô ấy đang giấu trong túi áo khoác, đưa cho cô ấy một cái nhìn dò hỏi. Cô ấy không trả lời, cũng không rút tay ra. Cô ấy chỉ đơn giản là để những ngón tay lạnh giá của mình nằm yên trong bàn tay tôi. Một lúc lâu sau, tôi cảm nhận được hương táo đỏ trộn lẫn hương cỏ may bao trùm quanh người mình, cảm nhận được những sợi tóc mềm mại, mát lạnh khẽ cọ vào má, vào cổ. Cô ấy vừa gục vào vai tôi. Cô ấy ngủ gật ư? Không phải, bởi vì tôi nghe thấy, lẫn trong gió rít ngoài cửa sổ, một tiếng cảm ơn mỏng manh khẽ bật ra, rồi vỡ tan và cuốn theo gió ra ngoài dải đồng hoang sâu hun hút phía ngoài cửa sổ toa tàu. Tôi biết mình đã không nghe nhầm, cô ấy vừa nói cảm ơn tôi. Hứa với tớ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bị bỏ dở hôm nay, chỉ hai đứa mình thôi. Tất nhiên rồi, nhưng trước đó, cậu cần về nhà và ngủ một giấc thật say. Chúng ta sẽ phải tới đấy trước khi trời sáng, và cậu sẽ thấy điều kỳ diệu, nhất định phải tới đó trước khi trời sáng. Ngay sáng hôm sau, buổi chúng tôi trốn đi bất thành đó, cô ấy được gia đình làm thủ tục nhập viện. Tôi chợt hiểu tại sao đêm hôm trước cô ấy bỗng hành động kỳ lạ đến thế. Trong thời gian tôi đi học ở trường điểm ngoài tỉnh, để lại cô bạn thân tuổi nhỏ một mình với đồi cỏ may tím, thì chứng ngủ sâu của cô ấy đã ngày càng khó kiểm soát hơn. Bạn biết chứng bệnh Klein-Levin không nhỉ? Tôi đã điên cuồng tìm hiểu về nó rất nhiều từ sau ngày cô ấy nhập viện. Một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm với tỷ lệ mắc là 1 trên 1 triệu người, khiến cho con người ta cứ đột nhiên rơi vào giấc ngủ sâu, không cưỡng nổi hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng. 1 trên 1 triệu người, vậy tại sao lại là cô ấy? Mỗi lần tôi đến bệnh viện thăm, thời gian cô ấy đang ngủ càng nhiều hơn. Rốt cuộc, vì quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc, bệnh tình mỗi lúc một nặng của cô ấy, kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi đại học, tôi đã quên khuấy mất việc phải hỏi cô ấy nơi đó là nơi nào. Và rốt cuộc, chúng tôi đã không kịp trốn đi thêm một lần nữa để thực hiện lời hứa ngày hôm đó. Bởi vì trước khi hai đứa kịp làm thế, cô ấy đã chìm vào một giấc ngủ sâu, rất sâu, hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng. Tôi vẫn lầm lũi đi, trời đang dần sáng lên, ga cuối hiện ra khiến tôi hoang mang, bây giờ tôi sẽ phải đi đâu? Cô ấy rốt cuộc muốn đến nơi nào? Tôi nhớ lúc hai ngón tay chúng tôi ngoặc vào nhau để ấn định lời giao ước trong đêm đó, ngón tay cô ấy nhỏ nhắn, lạnh cóng khiến tay tôi tê tê. Tôi nhớ khuôn mặt cô ấy xanh xao, yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền giữa chăn cuối trắng toát của bệnh viện. Những chiếc ống, những sợi dây chằng chịt vây quanh cô ấy như chiếc mạng nhện tơi tả sau đêm bão, giúp cô ấy duy trì sự sống. Phải, cô ấy vẫn sống, chỉ có điều là cô ấy đang ngủ, ngủ rất say, ngủ mà chẳng biết bao giờ tỉnh lại. Tôi không tin vào truyền thuyết công chúa sẽ thức dậy sau nụ hôn của hoàng tử, hay có lẽ bởi vì tôi không phải là hoàng tử, nên nụ hôn tuyệt vọng tôi đặt lên môi cô ấy đêm hôm đó không thể đánh thức người con gái đang say ngủ trong vòng tay tôi. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi, liệu cô ấy có cảm nhận được nụ hôn của tôi lúc đó, hơi ấm từ vòng tay tôi lúc đó và câu nói anh yêu em của tôi lúc đó? Tôi không biết, nhưng tôi muốn biết điều đó đến phát điên lên. Vậy mà cô ấy vẫn cứ bướng bỉnh nằm đó, yên bình ngủ. Cô ấy ngủ, say sưa đến thế, thanh thản đến thế, trong khi mỗi đêm tôi giật mình thức giấc bởi nỗi lo cô ấy không bao giờ có thể tỉnh lại để trả lời tôi. Tôi rốt cuộc chẳng trở thành phi công như cô ấy muốn năm nào, thay vào đó tôi sắp trở thành một kiểm toán viên. Tôi quên mất cách ước mơ, quên mất cách vươn bàn tay lên nền trời xanh nhạt để đuổi bắt hình bóng chiếc máy bay lấp lánh nắng bạc. Quên cả cách thì thầm gửi điều ước của mình đến bầu trời. Giống như khi chìm vào giấc ngủ sâu đó, cô ấy đã đem theo cả bầu trời của tôi đi. Tôi đến bệnh viện mỗi ngày chỉ để yên tâm nhìn khuôn ngực cô ấy vẫn khẽ phập phồng trong những nhịp thở yếu ớt, chỉ để lay gọi,
nắm tay cầu xin cô ấy thức dậy trong nỗi tuyệt vọng đau đớn. Vậy mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng đoán ra cô ấy đã muốn đến nơi nào. Ngã ba hiện ra trước mặt, khiến đôi chân dã rời của tôi như muốn khuỵu xuống mặt đường ẩm sương. Tôi muốn khóc, nhưng gió cứ lùa mi mắt khô không khóc. Đúng lúc tôi tưởng như mình đã tuyệt vọng, thì tấm bảng chỉ đường trước giờ vẫn im lìm đứng đó đập vào mắt tôi. Trong phút chốc, tôi chợt hiểu ra đâu là đích đến của mình. Tôi kéo cao cổ áo, quên cả đói, quên cả lạnh, quên cả mệt, quên cả cơn đau nơi gan bàn chân. Tôi bước như chạy về phía trước, mong mình sẽ tới nơi kịp trước khi mặt trời mọc. Tôi chạy đua với bình minh, chạy đua với mặt trời. Tôi đến nơi vừa kịp lúc những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đường chân trời xám nhạt. Và cũng là lúc chuyến bay đầu tiên đang vào đường băng chuẩn bị cất cánh. Gió lùa thông thốc qua khoảng không gian rộng lớn. Tôi giơ bàn tay của mình ra, năm ngón tay in lên bóng chiếc máy bay to lớn đậu phía xa xa một vệt đen mờ mờ. Những tia nắng đỏ ánh lên lớp sơn bạc của chiếc máy bay khổng lồ, rạng rỡ hơn bất kỳ một thứ hào quang nào mà tôi từng thấy. Tiếng ro ro của động cơ át cả tiếng gió ì ầm. Chiếc máy bay từ từ cất cánh. Cái bóng to lớn hùng vĩ của nó in lên vầng mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ phía chân trời. Phía trên cao, những cụm mây trắng xốp bồng bềnh mời gọi. Tôi đã thấy tất cả những điều ấy qua bốn kẽ ngón tay của mình. Tôi đã dõi theo chiếc máy bay khổng lồ từ khi bắt đầu cất cánh vào bình minh, cho đến khi nó trở nên bé xíu và biến mất giữa những cụm mây trắng. Trong lúc đó, tôi đã không ngừng lặp đi lặp lại. Hãy cho cô ấy tỉnh lại, hãy trả cô ấy lại cho tôi. Trả bầu trời của tôi lại cho tôi. Gió vẫn rít bên tai tôi, vệt khói trắng thẳng tắp chiếc máy bay để lại trên nền trời xanh ngọc đã biến mất như thể tan vào những cụm mây trắng. Tôi rút điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Giọng nữ dịu dàng tan vào làn gió cô liêu ngày cuối năm. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã không còn sử dụng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại và gọi lại sau. Nước mắt tôi theo đó chợt trào ra hai bên gò má, rát bỏng. Đã rất lâu rồi tôi mới khóc như vậy, khóc tấm tức như một đứa trẻ kinh hoàng nhận ra nó vừa để tuột mất thứ mà nó yêu thích nhất. Khóc nức nở như một đứa trẻ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong đời nó, khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Phải, đã rất lâu rồi tôi mới khóc như thế, kể từ cái ngày tôi phát hiện ra trong điện thoại của cô ấy có một file ghi âm để tên tôi. Thiên à, cậu có biết không? Đối với tớ mà nói, cậu giống như bầu trời cao lớn, rộng rãi, khoáng đạt, đẹp đẽ. Bầu trời mà tớ luôn khát khao tìm hiểu, luôn muốn vươn tới. Thiên à, tớ đã nhờ không biết bao nhiêu cái máy bay chuyển cảm xúc của tớ tới cậu. Cậu đã bao giờ nhận được chưa vậy? Thiên à, cậu biết không, tớ yêu cậu nhiều lắm. Nhiều đến nỗi tớ không thể nói hết trong một lần, nên phải chia nhỏ nó ra. Nhờ rất, rất nhiều chiếc máy bay chờ đến cho cậu đấy. Tớ đã nói với cậu rồi mà nhỉ, với tớ, cậu giống như bầu trời. Tôi đã khóc, tôi đã ôm thật chặt cô ấy, tôi thậm chí đã hôn cô ấy và nói với cô ấy rằng anh yêu em. Nhưng khi tôi làm tất cả những việc đó, khi tôi nghe được tình cảm cô ấy dành cho mình, cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ gần nửa năm trời. Cô ấy vẫn ngủ cho đến tận bây giờ. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu như không có cô ấy. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu cô ấy không tỉnh dậy. Mọi thứ đều vô nghĩa vì tôi đã hành động quá muộn màng. Nếu cô ấy không tỉnh dậy, nếu như thế, tôi sẽ tiếp tục thế nào đây? Vì đối với tôi mà nói, cô ấy cũng giống như bầu trời. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.